thực tập quán thờ cúng của gia đình Việt, nhà thờ họ là nơi vô cùng thiêng liêng, chứ không chỉ đơn thuần là của gia đình, mà đây còn là nơi thờ cúng tổ tiên của cả gia tộc. Theo gia phả phụ hệ, bởi vậy việc bố trí bàn thờ dòng họ như thế nào, chuẩn phong thủy thì luôn được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì hãy cùng bật lập nội thất đẹp đi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Tìm hiểu về bàn thờ dòng họ. Nhà thờ họ rất phổ biến, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Hầu hết dòng họ nào cũng có một nhà thờ tổ để tưởng nhớ tổ tiên. Đây là nơi lưu giữ ký ức và thông tin của dòng họ như là gia phả, phong vị, văn tự cổ, thương vị. Hay nói cách khác, nơi đây chính là một bảo tàng lưu giữ linh hồn của dòng họ. Bởi vậy, thế hệ con cháu trong gia tộc luôn phải chăm chút, tôn trọng và về tụ họp khi có dịp dỗ hay là lễ Tết hàng năm. Khác với những loại bàn thờ gia tiên trong mỗi gia đình, thì bàn thờ dòng họ với rất nhiều chức năng tâm linh của mình có một hình thái bề thế hơn rất nhiều. Ngoài bàn thờ chính, còn có các bàn thờ phụ, thờ chi, vong, bàn thờ bà cô, ông mãnh, bàn thờ cho người mới khuất. Và để hiểu rõ hơn, các bạn hãy theo dõi những thông tin tiếp sau đây nhé. Cách bố trí bàn thờ họ chuẩn. Thường với các gia đình khá giả thì nhà thờ dòng họ sẽ được xây riêng, nhưng đối với những nhà ở nông thôn tầm trung thì có thể kết hợp bàn thờ dòng họ ở trong nhà. Cụ thể là các nhà ở nông thôn thường được xây theo kiến trúc 3 gian, 2 trái, hay là 1 gian, 2 trái, và bàn thờ họ bao giờ cũng thiết lập ở gian 2 trái. Còn nói về cách bố trí bàn thờ họ chuẩn lễ nghi và chuẩn phong thủy thì bao gồm 2 lớp. 1. Lớp trong. Một chiếc dương lớn cao khoảng 1m, dài và rộng 2m, mặt trước gồm 3 ô, mỗi ô khắc một chữ đại tự. Còn hai chiếc mâm đặt phía trong bàn thờ, mâm to đựng cỗ, mâm bé thì bày hương hoa ở trong ngày dỗ. Chiếc thứ hai phải bé hơn chiếc thứ nhất. Có một chiếc thần chủ đặt trong khám thờ kê trên chiếc bệ. Có thể thay thế bằng chiếc ngai để tổ tiên thuộc hàng cao có thể kiểm soát con cháu thờ cúng. Chiếc thần chủ thường có đĩa đựng trầu cau, 3 ly nước lã trong, chén hoặc là bình rượu nhỏ, đĩa đồng hoặc là sứ đặt ở hai bên để đặt hoa quả và thức ăn để thờ. Bên trong thì đặt vài vị của tổ tiên bằng sứ, có thể thay thế bằng ảnh chân dung của người đã khuất. Được treo lên tường hoặc là đặt trên mặt bàn thờ. Trước đây thì lớp trong theo truyền thống thường là một chiếc hòm lớn, nhưng mà hiện nay dần dần được thay bằng án gian thờ hoặc là ô xa thờ, có độ cao lớn hơn lớp ngoài để có thể bày thật nhiều đồ cúng. 2. Lớp ngoài. Bát hương lớn bằng sứ hoặc là đồng, trong đó có để cát hoặc là tro ở trong. Ở giữa thì cắm trụ sắt cao để đặt hương vong. Hai bên thì có hai cây đèn đặt khi cúng lễ. Hai cây đồng để thắp nến hoặc là hai con hạc đồng cùng với những đồ vật trang trí thêm như là hoành phi, câu đối và chính giữa bàn thờ, sập thờ hoặc là hai bên. Bạn có thể hiểu nôm na, lớp ngoài của bàn thờ dòng họ là án gian thờ hoặc là ô xa thờ, có độ cao thấp hơn thường được sơn thêu vàng. Hai bên là đèn thờ và là đôi hạc đồng. Ngoài ra còn có một bức hoành phi phía trên cửa không gian thờ và đôi câu đối đặt hai bên, thể hiện sự cao quý và gia phong của dòng họ. Những vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ họ. 1. Di ảnh thờ. Đối với những gia đình có ông bà, bố mẹ thuộc các chi đã mất, thì cần phải có di ảnh thờ để thể hiện sự tôn kính và biết ơn. Luôn nhớ đến dù người thân đã không còn. Có thể sử dụng ảnh đồng khung hoặc là đúc tượng bằng đồng, nhưng hầu hết hiện nay đều thờ bằng ảnh hoặc là ảnh phục chế có màu. 2. Bát hương. Bộ bát hương lớn nhất ở giữa để thờ Phật với mong muốn cầu cho gia tộc được bình an, tránh được bệnh tật, tai ương, nghiệp chướng. Một bát hương để thờ thần. Có rất nhiều vị thần được thờ cúng như thổ công, thần tài, thần lộc, với cầu mong cho gia chủ được tài lộc, làm ăn thịnh vượng và yên ấm cho mọi công việc làm ăn. Và cuối cùng là những bát hương nhỏ hơn để thờ ông bà, tổ tiên. Tùy vào tín ngưỡng và phong tục của mỗi gia đình mà số lượng bát hương này sẽ được gộp chung lại hay là tách ra thờ từng người. 3. Mâm bồng. Mâm bồng là vật thờ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên. Loại mâm này dùng để đựng 5 loại quả khác nhau với những ý nghĩa khác nhau, nhưng đều có ý nghĩa chung là thể hiện sự tôn kính và biết ơn tổ tiên, cầu mong phúc lành cho con cháu trên trần gian. 4. Chóe bày. Chóe bày trong bàn thờ dòng họ không những tạo nên vẻ đẹp cao sang mà còn mang ý nghĩa mong muốn một cuộc sống giàu sang, phú quý. Thường thì người ta sẽ bố trí 3 chiếc chóe bày gồm nước, muối, gạo với ý nghĩa về phong thủy, tượng trưng cho sự an lành và no đủ. 5. Ngai chén thờ. Để tưởng nhớ những người đã khuất, trước bát hương luôn có kỷ ngai chén đựng nước sạch và đựng rượu. Với họa tiết hoa văn cuốn như thể hiện cho sự tri thức, sự cao sang phú quý và vĩnh cửu. Kỷ ngai với hoa văn mặt nguyệt mang lại điềm lành, hạnh phúc và chứa đựng nguồn sống bất tử. 6. Gia phả.
Đây được xem là vật không thể thiếu trên bàn thờ dòng họ. Trong gia phả, mỗi vị tổ tiên đều được ghi những dòng chích ngang, ngày tháng sinh tử, tên họ, chức tước, có khi còn ghi cả tính tình, sở thích của các vị lúc sinh thời. Trong đó còn ghi rõ vị nào tên gì, sinh ra những ai, ngành trưởng, ngành thứ là những ai. Trên đây là những chia sẻ của blog Nội Thất Đẹp về cách bố trí bàn thờ dòng họ chuẩn phong thủy nhất hiện nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đem lại, các bạn sẽ biết cách bố trí bàn thờ dòng họ. Một cách chuẩn nhất để thể hiện sự tôn kính, biết ơn của mình đối với tổ tiên, cũng như mang lại phước lành, tránh được tai ương cho các thành viên trong gia đình của mình nhé. Các bạn thấy video của blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội Thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.